vặn lửa trong gió mù sương, ngân nga một tiếng thân quen. Banana mấy chết à? Nó chuyện ăn đó. Hello banana. Cái đặc phát này là bà con người ta cũng có tổ chức đó. Ví dụ tuần này là cái tổ nào đó ta đặt phát cho hay lên. Tuần này thí dụ như tuần này thì có cái tổ nào đó người ta đặt phát cho mấy sư. Rồi tới tuần sau thì tới tổ khác đó, người ta thay đổi nhau, người ta đập quát cho mấy sư. Hello banana. Hải trang Việt Nam á đó, hải trang Việt Nam á. Hello banana đó. Yeah. Cái này ở trong làng ở sau nhà, không đi tới đâu nữa. Thì mấy sư đi khắc thực ở trong làng con, con sư nhỏ xíu nữa. Mấy sư đi khắc thực vậy là cỡ hình như là 9:30. 9:30 đi khắc thực xong rồi lại về lại chùa.
mấy đứa nhỏ nó đi theo nó tiếp cầm rồi đồ ăn cho sư, cho các sư. Quay nè, có muốn nói gì không hả? Cái làng này kêu bằng làng gì? Tà On hay là cái gì? Ấp An Lợi hả? Gò Tháp hả? Ấp An Lợi thì nó luôn cái Tà On cũng Ấp An Lợi vậy. Nhưng mà ở khúc trên kia thì kêu bằng Tà On, khúc mình đây kêu bằng cái gì? Mà Đông Dương nè. Để thăm Đông Dương rồi nè. Ủa cái bình chợt nào đó nè. Lên luôn. Ở đây người ta đã bên nhiều nè. Ủa cái lại nên nước bên chợ nè. Thọt thọt luôn đi. Cái thọt và sáng nè. Cái thọt và sáng nè. Mưa thọt luôn sạch nè. Chân kìm thọt nè. Mưa thọt luôn sạch nè. Bánh hoa nè. Mà vô ra bánh hoa nè. Bánh hoa nè. Lại nếu bánh trơn cái thọt bánh sạch nè. À. Mình bữa nay mình ra lại mình mua lại được nhiều ta. Đó, chồng nó bán 51. Mà mình mua thì ở đây thì mình mua thì 50. Trái cây này. Cá đó là cá phèn hả? Cái gì chị? Đây ghẹ. Ghẹ mà có 180. Xuống coi còn bên ông chính nữa. Kinh cây me
Cái này thấy vậy chứ cũng chín nhiều rồi nha. Cái này hủ hoa nè, cái này khoai môn nè, chanh nè, bí nè, rau dền nè, khoai mì nè, với cà tím nữa, có cà tím, cà tím có lý à. Cà tím bà con cũng khoái. Con súng này nè, vô bà con khoái lắm. Con súng này bà con đã ăn dữ lắm nè. Có là đem vô bao nhiêu cũng hết á. Tới hai con này nó lợi, nó cũng phá cái bông súng của người ta nữa nè. Tôi nhìn tôi tưởng khoai lang, tưởng đâu củ dền chứ, tưởng đâu củ dền thì có lý nè. Thấy cọng này giống củ, ra cái cọng thì tưởng là củ dền.